Theo đó, với các diện tích đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các địa phương cần phân loại các khó khăn vướng mắc để xử lý, có thể xem xét giải quyết linh hoạt theo từng trường hợp và đảm bảo đến cuối năm 2013, căn bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong phạm vi cả nước. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2013, cả nước đã cấp được 1.363 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 0,547 triệu ha. Như vậy, tính đến nay, cả nước đã cấp được khoảng 36 triệu giấy với tổng diện tích 20,12 triệu ha, đạt 83,2% diện tích cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tỉnh thành có kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều loại đất chính, còn đạt thấp như Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Cạn.